quý vị và các bạn quay trở lại với kênh cá nhân của Hoàng Anh. Hiện tại thì Hoàng Anh đang ở dự án Vinhome Ocean Park, và hôm nay Hoàng Anh sẽ có một góc nhìn trải nghiệm thực tế về cái nhà phố và các dãy shop house mặt đường ở Ocean Park này đang kinh doanh như thế nào. Và đây là cái trục đường nằm 2m này. Đây là gần cái phần khu Ngọc Trai này. Đây là hồ lớn trung tâm này. Thì cái lúc mở bán năm cuối 2018 2019 ấy, thì các cái dãy shop house của cái mặt đường nằm 2m này rất là hot luôn. Hồi đó là bán theo cặp mặt trước mặt sau. Mỗi căn đâu đó khoảng 60 đến 70 m. Bán cặp mặt trước mặt sau thì cái giá chênh có những thời điểm là hot nhất là khoảng độ 3 tỷ. Hơn 3 tỷ một cặp, thậm chí 4 tỷ. Đó. Thì hiện tại thì các cái dãy shop house này thì mình thấy là có nhiều văn phòng bất động sản này, Queenland Group này, Tân Long Land này. Cái dãy này rất nhiều văn phòng bất động sản này. Và nội thất này, đây là AZ Housing này. Đó, cái trục nằm 2m này thì có cái đường nội khu này, có thể đi hai chiều và có thể để ô tô được. Đa số đây là văn phòng nội thất này, PVD Decor này. Đây cũng lại là một văn phòng nội thất rất lớn này, Five Star Interior Design này. Đây là văn phòng bất động sản đại lý Luce Home này. Rất nhiều ô tô để ở đây. Đây có mấy quán bia. Ở Sơn Bắc cũng rất nhiều bia. Đấy lại văn phòng nội thất này, đại lý New Starland này. Có thể nói cái trục năm 2m này rất nhiều văn phòng bất động sản, các đại lý phân phối chính thức của Vinhome. Đó. Về cơ bản thì các cái shop house ở mặt đường trục năm 2m này thì mình thấy là các văn phòng là chủ yếu, nội thất bất động sản thôi. Còn chút nữa thì anh chị các bạn sẽ trải nghiệm ở các cái dãy shop house của khu San Ho, khu Sao Biển này, khu Hải Âu ở gần Vincom. Thì Hoàng thấy sẽ thấy các cái mặt hàng kinh doanh ẩm thực, cà phê, ăn uống nó sẽ sôi động hơn. Ở cái đoạn cuối này của đường nằm 2m này thì tương đối là vắng, chưa thấy khai thác kinh doanh gì cả. Đây lại là một quán bia này, bia 1983 này. Đó. Ở đây chúng ta sẽ đi ra cái phân khu Sao Biển. Bên phải là một quán bia hơi Hà Nội, tương đối vắng. Ở dãy này thì Sao Biển này mình thấy là cũng có nhiều gia đình bắt đầu chuyển về sinh sống rồi. Góc bên trái này là một căn biệt thự rất là đẹp. Đó. Về cơ bản thì cái phân khu Sao Biển này là phân khu mở, có thể kinh doanh, có thể ở. Ở đây là cái phân khu của một sản phẩm shop thương mại dịch vụ đang xây dựng đến phần thô. Cái lối này sẽ đi ra Vincom Megamall này. Thì hầu hết là những cái dãy ở Sao Biển ở trục chính này thì ít kinh doanh, một vài nhà về ở rồi. Và đây là cái góc gần cái biển hồ nước mặn này. Có thể nói là những căn biệt thự ở bên trái của dãy Sao Biển 17 này là những căn biệt thự rất là đẹp, view trực diện ra biển hồ nước mặn. Và càng gần shop, càng cái các shop house này càng gần Vincom thì nó lại càng có giá. Và chút nữa thôi thì anh chị sẽ thấy hai cái lô shop house gần như là đẹp nhất của dự án này. Ở bên trái anh chị đây, đó chính là shop house hiện tại là cà phê Highland. Bên cạnh là văn phòng đại lý Vistaland. Đó. Đây là góc. Góc này là góc gần Vincom này. Thì ở góc này kinh doanh cũng tương đối sầm uất. Cà phê này. Đệ nhất chả cá này. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng quanh Vincom để đi ra phân khu Hải Âu, xem Hải Âu kinh doanh như thế nào. Cơ bản thì Vincom hiện tại ở Ocean Park thì cũng
trung bình, lượng khách trung bình thôi. Cũng do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên là cái làn sóng chi tiêu vui chơi giải trí nó cũng giảm đi phần nào. Ngoài ra thì cái đại đô thị Vinmotion Park thì cái lượng cư dân bắt đầu dọn về sinh sống thì cũng cần thời gian để lấp đầy mấy chục tòa căn hộ đã bàn giao. Góc này là góc văn phòng của showroom văn phòng của VinFast, sự dịch vụ VinFast. Bây giờ anh sẽ đưa anh chị trải nghiệm cái các cái dãy shop house nhà phố ở mặt Hải Âu, mặt hồ nước mặn và cái hồ lớn trung tâm. Đây là cái dãy Hải Âu 02 này, của phân khu Hải Âu này. Thì chỗ này cũng tập trung rất nhiều văn phòng bất động sản. Điều đó chắc phải tổng chắc phải gần 20 cái văn phòng bất động sản. Cái trục đường này thì khá là rộng nên là giao thông đi lại khá thoải mái, để xe cũng thoải mái hơn các dãy khác. Bắt đầu các cái shop house ở Hải Âu 2 này cũng đang bắt đầu hoàn thiện một số nhà về ở và một số nhà kinh doanh. Ở đây có nhà của một ca sĩ rất nổi tiếng. Khánh biết ca sĩ gì không? Ca sĩ của ca khúc Thích Thì Đến. Lê Bảo Bình. Đây có nhà của Lê Bảo Bình. Xin lỗi anh em không nghe nhạc Việt nhiều. Đây là cái đường 40m của dãy Sao Biển 23. Ngày xưa thì cuối 2018, 2019 bán cái dãy này thì dãy này là hot sau cái dãy 52m của đại lộ khu Ngọc Trai. Thì khu Sao Biển 23 này là mặt tiền này đường 40m này. Thì hiện tại bản thân Hoành thấy là ở đây cũng chủ yếu là các cái văn phòng bất động sản này, các cái văn phòng về nội thất, điện lạnh này, văn phòng showroom xe đạp này, thì có một cái thời trang này. Nói chung là ở cái dãy này kinh doanh thì cũng không quá sầm uất, nó cũng phù hợp với một số cái nhãn hàng và một cái thương hiệu đầy thế giới, đồng hồ này, showroom cái điện sinh này. Cơ bản thì kinh doanh ở cái mặt đường này thì chủ yếu là các cái văn phòng showroom là chính. Còn nếu mà về ăn uống các thứ thì mình sẽ tập trung vào cái khu Vincom và khu Hồ nhiều hơn. Đương nhiên là giá của các dãy Sao Biển 23 này cũng tăng rất là nhiều. Nó là tăng chung cả cái khu đô thị Vinocean Park trong vòng hơn 2 năm, gần 3 năm qua. X2, X3 là chuyện hết sức bình thường. Nên là Hoành rất chúc mừng các anh chị đã đầu tư vào Vinocean Park cách đây 2-3 năm. Và kể cả những anh chị mới mua năm vừa rồi, cứ sở hữu được ở Ocean Park ở đây là ok rồi. Tại vì bất động sản mà, cái giá năm nay thì cũng là sẽ là cái giá tốt nhất so với cách đây so với thời gian tới là 2-3 năm tới. Thì giá năm nay sẽ là giá tốt nhất rồi. Anh chị cứ để mà xem, bất kỳ khu nào vậy, 2-3 năm tới lại một cái mức giá khác.